giờ ra vườn các bạn cùng theo chân mình đi ra vườn gặp em Sởi nha. Rồi sớm giờ mình Sởi đang ngoài vườn. Rồi. Khải ơi. À. Ôi. Anh Khải đang đang gãy phân hả anh Khải? Dạ đang gãy phân. Ôi qua vườn anh Khải lần nào cũng gặp cậu khỉ. Đó. Đó. Cái này là mình thấy bữa nay trưa trưa là anh gãy phân dừa hả? Dạ, gãy phân. Này cái này là giống dừa vậy anh Khải? Dạ, cái này giống dừa xim xanh anh. Dừa xim xanh, cái này là nguyên cái khu này là dừa xim xanh hết hả? Dạ. Wow. Cây dừa xim xanh này nó khoảng hơn 3 năm tuổi anh. Dạ, cái này ha. Dạ. Cái dừa xim xanh này á, em cái trên mấy clip trước á, em đăng á. Dạ. Rồi cái cũng khán giả nó hỏi như là anh chị hỏi về cách trồng dừa. Dạ. Là nhưng mà cái cách mà kỹ thuật về trồng dừa mà khi mà xử lý mùa nắng rồi mùa mưa rồi mình bón phân sao á. Dạ. Rồi anh hôm nay thì em mấy anh chị thắc mắc đó, rồi em đi qua cũng nhờ anh như là mình hướng dẫn cách cái trồng dừa xim xanh á, tại vì em thấy cái loại dừa xim xanh bây giờ nó thấy trái rất là sai nè. Dạ. À, rồi bây giờ anh có thể là mình anh hỗ trợ chia sẻ về cái trồng dừa xim xanh không? Dạ dạ được anh. Dạ. Thì để sẵn đây em giới thiệu cái hướng dẫn cái cách trồng mà dừa xim xanh này cho bà con cô bác ai có muốn trồng. Thì cái dừa mình ương tầm khoảng 2 tấc là mình trồng ra là dừa. Cái nhất cái hai nữa là mình trồng vào đầu mùa mưa này á, thì mình đỡ được cái khâu tưới. Cái dừa nó trồng xuống nó ướt mặt đất, nó bắt rễ nó tốt hơn. Thì cây dừa mình trồng là khoảng tầm 2/3 trái dừa. Còn 1/3 trái dừa là mình nổi để nổi lên mặt đất, đừng có chôn sâu quá trái dừa nó, cây dừa nó sau này nó phát triển không tốt. Yeah. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trồng xong khoảng tầm 2-3 tháng tới cây dừa nó bắt đất á thì mình rải phân. Thì cây dừa còn nhỏ chủ yếu là mình rải đạm, cung cấp đạm cho cây dừa là tốt nhất. Cái mà thời điểm mà mình rải đó thì khoảng nhỏ thì khoảng 2 tháng, 2-3 tháng là mình rải một lần. Một lần cũng mình rải tầm khoảng 100-150 gram chứ cũng không cần nhiều. Còn ngoài ra thì mình cũng phải xịt thuốc sâu, đừng cho bọ cánh cứng nó ăn cái lá dừa, nó gây mất sức cái cây dừa của mình. Xịt thuốc sâu là nó từng giai đoạn không anh Khởi, hay là từng hay là tháng nào hay là mấy tháng mình xịt một lần? Cái thời điểm xịt đó mình khoảng 2 tháng mình coi, ví dụ mình thường xuyên mình thăm cây dừa của mình, đi vườn mình thăm vườn mình đó, mình coi nếu mà có triệu chứng mà bọ cánh cứng đó, thì mình xịt cho nó hạn chế cái sâu nó hoặc bọ cánh cứng rồi nó ăn cái lá, nó hư ảnh hưởng đến cái cây dừa con của mình. Còn đến mà cây dừa nó tầm khoảng 2-3 năm tuổi á, như cây dừa này nó khoảng 3 năm, hơn 3 năm á, là cái này hay là 3 năm rồi? Dạ. Dạ. Thì 3 năm nó ra trái những cái tớp trái chín và trái chín này. Thì mình gãy, mình mua gầy gen đỏ đó, cái loại gầy gen đỏ đó. Mình gãy định kỳ nó khoảng 3 hoặc 4 tháng một lần. Đây như cái dừa đây em có cái thang em hàng em bắt lên em bắt lên đọt non. Thì cái gầy gen đó là nó hiệu quả, nó diệt được ba cái con bọ cánh cứng hoặc là đuông ăn được nó. Cái đó mà bỏ thuốc là bỏ trực tiếp lên cây dừa hay mình bỏ vô bọc anh Khải? Trực tiếp lên đọt non luôn anh. Là mình bỏ lên cái đọt non đó. Đọt non đó mình hàng cái thang mình bỏ đọt lên đọt non. Cái đó là thí dụ mùa mưa mùa nắng mình cách nó trị cái đó nó khác không, hay là cùng bỏ đại lên đó mùa mưa cũng được không? Bỏ đại lên đó cũng được anh. Vậy hả? Dạ. Nó hiệu quả lắm. Dừa ở đây toàn bộ cái vườn dừa xim xanh của em ở đây là em gãi hết theo định kỳ nó tầm 3-4 tháng. Dạ. Dạ. Còn mình trồng dừa thì mình phải vệ sinh. Vệ sinh cái ha? Dạ. Đây em lấy cái dao. Dạ. Đây. Mình làm cái hàng cái dao này nè. Đó. Ồ, cái giống như lưỡi hái hả? Đúng rồi, mình vệ sinh những cái nách cái này nè. Dạ. Đó, cho nó cây dừa nó sạch sẽ. Đó. Chứ anh có tác dụng là đặng ngừa là ngừa đuông sâu nó ăn. Đó, cái thứ hai nữa là mình dọn trống vậy á, là ong bướm nó thụ phấn á. Dạ. Cây dừa nó đậu trái nhiều hơn. Đó, dạ. Vệ sinh cây dừa.
sạch sẽ vậy á thì nó đậu trái nó cao hơn hay sao anh? Tỷ lệ đậu trái nó cao hơn, ong bướm rồi nó thụ phấn á, nó cháy hơn. Đó, mình dọn sạch sẽ này, còn mình để cái vườn mà nó bùi nhùi nhùi á thì ong bướm nó thấy nó ít có bu lại á, thì sinh ra cái thụ phấn nó ít, rồi bởi vì sinh ra cái dừa nó hạn chế cái đậu trái. Đậu trái nó thấp lắm không? Dạ, dạ, tỷ lệ đậu trái nó thấp. Mình nếu mà trồng dừa mình phải thường xuyên dọn định kỳ, nó khoảng 4 đến 5 tháng mình làm một lần cho cái dừa nó trống, nó sạch sẽ, cắt hết cái mô nang này nè đó, dạ, cho nó tỷ lệ cái đậu trái cho nó cao hơn. Còn riêng về cái phân bón á, phân bón dạ, dạ, thì cái định kỳ á là mình cũng gãi tầm khoảng là khoảng bao nhiêu, ví dụ như là nó thí dụ cây nó tháng nó 3-4 tháng nó gãi, nó có giống như mấy cây mà nhiều nhiều tuổi hơn không anh Khải? Những cây dừa này á thì mình gãi chủ yếu là nó cần đạm là nhiều. Dạ. Đó. Phân á thì gồm có đạm, lân và kali. Đó. Nhưng mà này anh gãi là mình ước lượng hay là mình sẽ phân theo một cây là bao nhiêu gram không hay là sao? Có nhiều, có ví dụ như một xô này á, là em cân ví dụ như là nó khoảng 10 kg đi. Dạ. Thì mình gãi một cây dừa nhỏ này tầm khoảng là 250 đến 300 gram. Dạ. Thì mình gãi tổng số cây á, mình chia ra mình cân đối cái lượng dừa để mình gãi. Dạ. Gãi xong á, mình lấy nước, mình lấy cái nước mình, cái gạo mình tưới, hoặc là mình dùng máy để mình tưới lên. Dạ. Để mình tưới cho cái dừa này là anh có thu hoạch lần nào chưa anh Khởi? Dạ chưa anh, dừa này mới cho trái chiến. Dạ nó trái chiến ha. Dạ. Là cái dừa này, dừa xiêm xanh này là trái nó bao năm, 2 năm không? Nó tầm khoảng 2 năm rưỡi, là nếu mình chăm sóc tốt là nó có trái rồi. Dạ. Và bữa nay anh gãy phân là hết vườn thôi sao? Dạ. Dạ. Cái rồi mình gãy phân xong là mình tưới nước hay sao anh Khởi? Mình xả cái phân cho nó tan đó anh. Dạ. Dạ. Cái kỹ thuật bón phân nó cũng quan trọng. Dạ. Cái dừa này á, cái dừa nó còn tơ á, thì cái tỷ lệ phân nó đòi hỏi nó cao hay thấp? Nó cái lượng đạm nó nhiều. Đó. À, là đồ thức ăn nó nhiều hơn. Dạ. Còn cây dừa em ở đẳng á, dạ, bên kia có cái tớp dừa trồng 6 năm rồi, cái 6 kỹ năm thuật cái bón phân nó khác. Dạ. Giờ dạ, bây giờ anh có thể anh dẫn em đi qua bên đó được không? Dạ dạ rồi, để rồi rồi vậy anh em mình quản hay sao? Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi mời các bạn cùng theo chân anh Khởi nghe các bạn. Dừa đâu bên nãy, bên nãy hả? Rồi, cây này dừa 6 năm tuổi, em bữa nay em rồi cũng gãy phân cho nó luôn. Cái dừa này thì mình gãy phân cái nó lớn rồi. Lớn tuổi thì mình gãy cái liều lượng nó khác, cái lượng phân thì nó tầm khoảng 350 đến 400 gram một cây một khoảng tháng đến 35 ngày mình gãy cho nó một lần. Dạ. Yeah. Cái này là phân anh sử dụng phân gì anh Khởi? Sao thấy màu đen đấy, mà màu xám này? Phân thì nó gồm có đạm, lân và kali anh. Dạ. Đó. Cái phân đơn này mình xài cái phân đơn này nó rất là hay. Cái thứ dạ, nhất là cái giá thành nó rẻ. Dạ. Đó, nó rẻ hơn ba cái loại phân này, nó trộn lại nó rẻ hơn do so với phân hỗn hợp. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình điều tiết được cái chất dinh dưỡng nó hay sao? cái thời tiết của nó, ví dụ như mùa mưa, dạ, thì cái lượng đạm á mình giảm lại, mình tăng cái lượng kali cho trái nó cứng, nó ít nứt. Còn mùa nắng á thì dạ, tăng cái lượng mà đạm lên, kali mình hạ xuống á, cho cái trái dừa nó bóng, nó to, nó đẹp hơn. Dạ. Đó. Cái này là khoảng ví dụ cây dừa lớn này khoảng thời gian bao lâu cách nhau cải phân lần sau anh Khởi? Cách nhau mới gãy. Nó tầm khoảng 30 đến 35 ngày là được anh. Dạ. Dạ, tại vì bổ đồng mỗi một cây dừa mỗi một tháng khoảng 25 đến 30 ngày thì nó cho một cái lửa mèo. Đó, dạ. Thì mình gãy phân đựng mình nuôi chứ nó ra lửa mèo là nó đậu cái trái non đó. Dạ. Thì mình theo cái thời gian đó mình cung cấp cái dinh dưỡng cho nó từng đợt nó nuôi trái. Vậy là bắt đầu thí dụ như gãy lần này xong rồi tới lưỡi mèo, có xuất hiện lưỡi mèo là mình bắt đầu gãy nữa. Khoảng 1 tháng đến 35 ngày. Dạ. Thường là khoảng 1 tháng đến 35 ngày là mình gãy. Gãy dạ, xong rồi mình lấy nước mình tưới, mình xả cái lượng phân cho nó tan ra. Thí dụ mình quên rồi được không? Quên đó thì nó không hấp thụ được hả? Nếu mà mưa thì
Dạ. Nhưng mà mình phải xả vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Anh hỏi anh nó cũng anh giải xuống nó cũng nằm đó, nó đâu có tan được. Cái gì nó không hấp thu được. Dạ. Nhưng mà em thấy nhầm nhà vườn á là người ta gãy phân xong người ta bồi bùn, còn cái này anh em thấy là anh gãy xong rồi tưới nước vậy là có khác nhau anh phải? Bồi bùn là mình phải cái định kỳ nó thẳng. Nhiều người thì bồi bùn vào mùa nắng, còn em thì cuối mùa nắng, cuối mùa mưa là mùa nắng khoảng tháng 11 là em làm rồi. Dạ. Dạ. Vậy là một năm cũng làm vài lần thôi chứ không phải là cần gãy phân là mình đều bò ấy phải không? Dạ, mình bón bùn không? Dạ. Đắp bùn thôi. Dạ. Dạ. Chủ yếu là mình gửi cái cung cấp dinh dưỡng cho nó hàng tháng, đều hàng tháng là nó nuôi trái, nó đậu trái sai. Dạ. Dạ. Vậy em thấy cái kỹ thuật trồng dừa xiêm xanh này nó có khó không anh Khải? Nói chung là khó thì cũng không khó, nhưng mà dễ thì cũng không dễ, nhưng mình trồng mình làm cái gì mình cũng phải đầu tư cái thời gian, bỏ thời gian mình chăm sóc nó thì nó mới tốt, nó mới cho mình cái thu hoạch với cái lợi nhuận cao, chứ mình trồng mà mình không chăm sóc thì trái nó không có nhiều, nó cũng không có lợi nhuận. Cây dừa xiêm xanh này thí dụ như cái người mà mới trồng dừa đó, rồi anh thấy nhắm trồng được không? Nó có ảnh hưởng tới cây không? Dạ. Thí dụ như cái người mà mới trồng dừa thấy mình thích quá đi, cái mình trồng dừa đó, dừa xiêm xanh này cái trồng nó cũng dễ đúng không? Dạ dễ. Dạ. Nó thật ra nó dễ chứ nó cũng không có gì, mà mình trồng mình phải bỏ thời gian mình chăm sóc nó. Dạ. Ở đây em thấy mấy cái hoài này nó già rồi đó, là anh để giống sao anh Khởi? Dạ để giống anh. Còn dạ. Cái này nữa, cái thứ nhất là mình cung cấp phân cho nó. Dạ. Cái thứ hai nữa là mình phải xịt thuốc, hạn chế được cái con sâu nó ăn mấy cái bông dừa. Con sâu hả? Là dạ, con sâu dừa hả? Sâu nó ăn dừa, bông dừa để rụng trái non đó. Dạ. Với cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình tưới cái loại dưỡng trái cho nó, tăng cái tỷ lệ đầu trái cho nó. Dạ. Qua đây để em lấy cái loại thuốc này cho anh coi. Dạ. Rồi ở đây cũng nhờ anh cũng chia sẻ cái thuốc để trị cái con sâu dừa hả anh Khải? À, sâu ăn bông dừa, các bạn thấy là cái bông nó khi mà mới nở á, thì nó rất là quan trọng đó anh Khải. Dạ. Đây là cái thuốc sâu. Dạ. Sâu này cái hiệu nó là anh tắc. Một bình 20 lít mình pha khoảng 25 cc là được. Dạ. Dạ. Đây. Vậy là cái thuốc này mình mua ngoài tiệm là được chứ không? Dạ, mình pha nó hả? Dạ, còn đây là cái canxi bo. Canxi bo. Canxi bo là mình dưỡng trái cho nó. Dạ. Mình dưỡng trái non cho nó thì cái loại này khoảng tầm 30-35 cc trên một bình 20 lít. Là pha chung với cái ca dạ, tắc vậy hả? Loại này mình chọn loại là ok. Dạ. Dạ. Vậy là khi mà nó có lửa mèo xong là bắt đầu mình nó nở ra. Nở đồng khoảng tháng. Dạ. Tháng mình cũng xịt cho nó. Từ khi ngày nở sao ngày trổ hả? Dạ, nói chung là xịt thuốc với gãy phân, nói chung là hai cái này nó cũng khoảng tương đương nhau. Dạ. Cái thời gian nó khoảng tương đương nhau. Dạ. Đây là mấy cái quầy dừa khô em để dừa giống, ví dụ như bà con nào có trồng thì em chia sẻ. Dạ. Dạ. Không bây giờ anh, bây giờ em cũng có nhiều người, các anh á, dạ, cũng muốn trồng dừa đó, cũng có hỏi em á, dạ, là cách kỹ thuật nè, rồi cái bây giờ là cái ở đây anh đã có ương giống chưa? Dạ có rồi anh. Ở đây anh có thể là mình lợi ngay chỗ ương giống không? Dạ rồi, để tí em dẫn về. Dạ. anh về chia sẻ cho bà con cái chỗ ương giống của em. Dạ dạ, cũng được. Thì ở đây là cái mấy cái hoài này già là làm để giống hết. Dạ. Dạ. Giống này khoảng 6 cây 6 năm là mình làm do để giống được là quá chuẩn là được rồi hả? Dạ dạ. Dạ. Giờ mình cùng theo chân anh Khởi về nhà chỗ ương giống của anh Khởi để mình xem giống như thế nào nha. Rồi mời các bạn cùng theo chân mình nha. Ở đây là anh nuôi nhung dịch đúng không anh Khởi? Dạ. Wow, ở anh Khởi ở vườn thấy thoải mái nha. Tới anh Khởi. Dạ. Wow, cái này đậy đậy là dừa đó. Cái đó là mấy tháng mà nó mọc mầm á anh Khởi? Cái dừa đó khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng à. Từ ngày mình ương á.
Cái này bữa trước em xem ra mà hết mớ rồi. Đây, như mấy cây này nó lúa mâm vậy nè. Dạ. Là mình đem ra ngoài đó, mình dăm ngoài đó cho nó mau ra rễ. Cái này là khác ngày hay sao cả phân khu á? Dạ, hơi khác anh, nó theo cái sát cái thời điểm á. Dạ. Cái này thì nó sớm tại vì vừa khô rồi đem về cái xong đợt nào đợt đem cái đem vô vậy đó. Dạ. Nên là nó lên nó tốt nào lên là đem qua đó hả? Dạ. Đây nữa. Này là nếu mà nó lên vậy là khoảng bao lâu? Cái này khoảng mà đây khoảng chắc khoảng tháng khoảng 20 ngày nữa trồng được anh. Nè nó rễ nó ra nè. Dạ. Đó, không? Ừ. Nó này phản tắc rồi, phản tắc khoảng tắc rưỡi nữa, tắc. Khoảng 5 phân nữa là trồng được rồi. Dạ. Như mấy cây này là trồng được anh. Cái cây cao nhất đó hả? Rễ mạnh quá. À, như cây này là trồng được rồi nè ha. Đó, này mình cắt trồng, mình cắt cái rễ nó bỏ. Còn tớp bên kia nữa. Đây. Tớp này thì nó hơi sao. Dạ. Hơi sao nó hơi mới lú lú lại. Cái này là loại giống dừa xâm xanh sao á, khỏi. Dạ. Xâm xanh đó ha. Xâm xanh. Dạ, em thấy dừa xâm xanh giờ thấy trái rất là sai nè. Đây, còn tớp này. Nhiều lắm. Cái giờ vậy là cái này sao nhất ha, thấy dạ cái này thì cái này nó cũng lên rồi nè. Này thấy nó mạnh, cái nó giống lên mạnh á. Dạ, cái nó lên xóm ha. Nó lên con tóp lên. Dạ. Đây con tóp này cũng lên nè, đó đúng rồi mình nè. Cái này lú là em đem ra ngoài kia. Dạ. Vậy nếu mà cái này lú nhiều rồi, trên tóp này kêu lú nè. Wow, cái nếu mà cái này khô ừ, mà nó ương cái này nó mạnh ha, giống mạnh. Cái mầm nó khỏe lắm. Dạ. Trồng xuống mau bắt rễ mau tốt. Mình nương dưới này thì cái mầm nó khỏe, mình đậy lại cái nó giữ ẩm tốt nên cái mầm nó khỏe. Hơn cái mình nương cái kiểu mà bỏ ngoài mưa ngoài nắng vậy đó. Dạ. Vậy là cái này là nếu mà vài tháng nữa là anh là có trồng được phải không? Dạ, cái này tháng tháng rưỡi nè. Dạ. Đây, cái này lên nữa nè. Đây. Mầm này lên nữa nè. Yeah. Wow, thấy cái này là khoảng bao nhiêu trái anh thôi anh Khải? Hết này là hết chân này chắc cũng khoảng hơn ngàn trái anh. Wow, dạ. Yeah. Yeah. Cái số này là thấy nó mạnh nhất là nó lâu trước nhất thì nên nó lên trước nhất ha. Nó lên rồi em đem ra trước á. Dạ. Quá trời ha. Vậy là cái giống này khi mà nó lên cao là cái kỹ thuật trồng giống như anh hay hướng dẫn anh sớm nha. Dạ. Đây mấy trái này nó nhỏ em lấy làm kiển chơi vừa kiển. Dạ, mấy cái trái này mới đẹp đẹp ha. Dạ. Đây. Nhưng mà thấy cũng dáng đẹp của anh á. Dạ. Bỏ thì nó uống, mình đây chơi làm kiển cho nó vui chơi. Dạ. Chỉ ký. Đây còn có cái vừa hai mầm nữa. Đây. Dạ. Lên được cây hai mầm. Để chơi. Cái này là cái giống gì anh? Xiêm xanh luôn anh. Xiêm xanh luôn hả? Dạ. Thì mưa người lấy nó lên. Cái cây hai mầm này là đột biến hay là tự nhiên lâu lâu mới có ăn cây hay sao? Lâu lâu nó mới có ăn cây. Dạ. Đâu có. Dạ. Nó mạnh lắm đó. Wow, nó ra rễ luôn rồi nè. Wow, vậy là nó mạnh dữ thần lắm. Dạ. Nhưng mà em nó hai cây chổng hồi đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà xóm cái loại gà sao này em thấy cái loại giống dừa xâm xanh này nó giống lên mạnh quá anh. Nó yeah. Mạnh ha, nó mới vậy mà nó lú mầm ra cây dừa mình nó mạnh tuổi nha. Dạ. Nó tuổi nó càng lớn cái tỷ lệ lên mầm nó càng cao. Dạ. Cây như là cây lâu năm ha. Dạ. Tuổi nó nhiều hơn. Dạ. Dạ. Rồi bữa nay đi đến xem được cái cây loại giống của dừa xâm xanh này cũng khá thú vị vậy. Cũng em cũng cảm ơn thay mặt anh chị, cũng cảm ơn anh cũng chia sẻ cái kỹ thuật. Dạ đúng rồi, ở đây có mình anh Khởi thấy cái loại giống này anh Khởi được có thôi. Dạ.
Rồi em cũng cảm ơn anh Khởi cũng tạo điều kiện cũng nhiệt tình chia sẻ cái giống trồng dừa xiêm xanh này ha. Dạ. Rồi em cũng cảm ơn anh Khởi ha. Dạ. Rồi cũng cảm ơn các bạn xem clip nha. Đó, các bạn thấy dừa của anh Khởi đây. Rồi nếu các bạn có cần gì thì cứ comment và cần số gì thì cũng cho số điện thoại nha. Rồi cảm ơn các bạn xem clip nha.